thời điểm này đang dần vào cao điểm mùa nước nổi ở miền Tây. Với nhiều hình thức đánh bắt sản vật, bà con gửi gắm những ước mơ no ấm theo con nước, gắn đời mình với nước, với gió và nắng mưa trên đồng, với những bữa ăn dội trên xuồng ghe, lấy thu nhập làm động lực, lấy cái tình dân dã làm niềm vui. Tất cả đã tạo nên không khí tất bật và vô cùng ấm cúng của những phận người mưu sinh trên đồng nước. Trời dần về trưa, trên cánh đồng nước xã Thường Thới Hậu A, các anh em của anh Linh tranh thủ dọn xong mẻ lưới, chuẩn bị ăn cơm. Làm việc từ sáng sớm, Bao Tử cũng bắt đầu réo gọi. Đảm nhận vai trò nấu nướng, anh Linh đã bắt vài con cá đồng vừa đánh lưới được, cho vào nồi kho lạc cùng với mớ rau muống hái trên đồng từ sáng. Vậy là đã đầy đủ cho bữa cơm dội của những người mưu sinh trên đồng nước như các anh. Anh ơi, ngày nào là mình cũng đi rồi mình nấu ăn vậy hả? Ngày nào cũng vậy đó, gan vậy đó. Dạ. Tối là ngon à. Các anh bảo ăn cơm trên xuồng, bồng bềnh sông nước như thế này cũng là một thú vui. Nhưng chắc vui hơn là vì các anh được những mẻ lưới cho nhiều cá tôm, đỡ đần cuộc sống gia đình giữa cảnh nhà chạy gạo mỗi ngày. Nên bữa ăn dù không nhiều món ngon, dù ngồi không thoải mái, nhưng lại ấm cúng, rộn ràng tiếng nói cười. Những người đi làm cùng nhau ở đây đa phần là người trong gia đình, dòng họ, nên dù vất vả mưu sinh nhưng lại gắn kết tình thân. Như gia đình của cô Sáu, chú Bảy cũng vậy. Cô chú là chị em ruột, đi kéo lưới còn có hai người con trai của cô Sáu. Hơn tháng nay, thời gian của các thành viên chủ yếu là trên đồng nước này. Kéo lưới kiếm cá, ngày nhiều thì được hơn 200 kg cá các loại, ít thì cũng được hơn 100 kg. Thu nhập vài trăm ngàn từ đó là cả niềm vui với những người ngày thường đi làm thuê mướn như cô Sáu. Em vô được 2 cá leo. Tà độ. Vô được 2 cá leo. Dạ, mấy ký cô? 2 con 6 ký. Cá này 900. Lâu lắm đó cô. Có bữa đó vô được con cá cha, cái 4 ký. Cái Linh mà, cái Linh cái thiểu đồ. Cái thiểu, cái Linh, cá lồng tông đồ này thì nó nhiều. Mùa nước, trong mưa nước thì có tiền. Đánh lưới gì mỗi ngày có tiền. Đó là thành quả sau một mẻ kéo lưới của gia đình cô Sáu, chú Bảy. Thường thì đây có phải gọi là nhiều cho một mẻ chưa chú Bảy? Cái này ít đó cô. Dạ. Chứ đánh giá tới 20-30 ký, mười mấy ký nữa. Mình đi 4 giờ bắt đầu chuẩn bị xuống xuồng đi. Tới 5 giờ vô bắt đầu đánh tới 2 giờ về. Người ta lại tới chỗ căn cô. Cũng hơn 10 năm rồi. Năm được có mùa nước này thôi. Đi đồng thì vui lắm. Ở nhà thì buồn lắm. Ở nhà đâu có đi đâu được đâu. Còn cái đi mà chị em, con cháu nó vui. Trên cơm dưới cá mà. Dù nước lên là người nào cũng nhộn nhịp chứ. Cái này mà còn bự vậy đây. Không thấy được gì. Ủa cái gì mà nồi niêu son chảo dữ cô Sáu? Đi theo đặng nấu ăn này cơm. Cá nấu cơm đem theo. Cái con mặn cá dầu nấu canh chua hoặc kho cho mấy nhỏ nóng nó ăn nó ngon. Em muốn hái trên đồng hả? Ờ, hái trên đồng. Bữa cơm không tốn tiền mà thơm ngon hương vị quê hương, mà thấm đẫm tình thân gắn bó. Cứ bình dị vậy đó mà hạnh phúc lan tỏa trên khắp cánh đồng nước mênh mông. Và cũng từ đó đã làm nên nét đặc trưng của nhịp sống dùng sông nước, để ai đến rồi cũng thương, ai xa quê rồi cũng nhớ.